Tập 29 phần 1. Chuyện gì cũng không giấu được Quỳnh. Quả thực ta có lưu lại một nhánh. Nhị ca, lẽ nào hành vi phạm Quỳnh vi phạm mệnh lệnh của phụ hoàng, tự dưỡng thần binh? Hiện thân đi, Thiên Sách Tử Sĩ. Phải đồng tình với ngươi đau mặt rồi phải không? Hả? Ta biết đạo lý cồng cào chấn chủ, phụ hoàng và thái tử rồi sẽ có ngày đối phó ta. Những tử sĩ này đều được lựa chọn tỉ mỉ, đã được tịnh thần. Họ vô tình vô dục, giết người như que, là binh khí lạnh lùng nhất trên thế gian. Cố Tiêu Hiệp nhận lấy. Đây là, họ chỉ nghe lệnh của người thổi tiêu. Quân là người can đảm nhất, trí tuệ nhất ở đây. Đêm nay chúng ta đều phục tùng chỉ huy của Quân. Cẩn tuân thiếu hiệp điều động. Hả? Cái gì? Không ổn rồi, thái tử dẫn quân đến dưới cổng thành rồi. Nhanh như vậy sao? Tình hình khẩn cấp, ta sẽ không từ chối, nhưng ngài phải hứa với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Bà nội nó xem ra muốn yên tĩnh trốn vào trong một góc nhìn cái biến cố huyền vũ môn là chuyện không thể nào rồi. Chuyện đêm nay bất kỳ sử sách nào cũng không được xuất hiện tên của ta. Giết trừ nghịch tặc, một người sống cũng không được lưu lại. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Biến cố huyền võ môn, khai chiến. Giết, giết. Cái đám tử sĩ này từ đâu chui ra vậy? Hay cho Lý Thế Dân dám phản kháng quân lệnh lén lui tử sĩ? Ngài muốn tạo phản mà? Kỳ lạ, chắc phải ngài ấy vẫn luôn muốn tạo phản sao? Một cước nè quyền nghiêm túc. Ây da, chương 96 rồi, cuối cùng cũng thoải mái đánh ngươi một quyền đó. Điện hạ, chậm muốn ăn sườn chua ngọt. Ngài tỉnh lại, đừng có nói mới những cái lời đại bất kính như vậy nữa. Ngô Hoàng dạng tế, bình thường. Ai, thật đúng là nằm mơ cũng muốn làm hoàng đế mà đáng tiếc, ngươi không sống qua tối nay rồi. Cố Bắc Thành, ngươi là nhân trung long phụng, bổn thái tử yêu quý nhân tài. Đồng ý không sao đó chuyện khi trước trọng dụng ngươi. Chỉ cần ngươi đầu quân cho ta, giúp ta đăng cơ, tương lai ngươi là thái tử đại đường. Hả? Ngươi chửi ai đó? À, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta không có ý đó. Hiểu lầm cái bà nội nhà ngươi. Hồ gia. Giết. Ngươi đến chỉ có đồng cùng vệ quân. Bắc Nha cấm quân vẫn chưa xuất hiện. Nếu phụ hoàng phái họ đến chi viện, cục thế e rằng sẽ biết thế thì tốt. Ngươi đứng sai đội rồi viết công. Ngươi tưởng mình đang chống đối lại thái tử sao? Sai lại càng sai. Mấy cái chuyện dơ bẩn lão đại làm, lẽ nào phụ hoàng không biết sao? Nhưng ông ấy vẫn không muốn so đo, bởi vì lão đại chính là cái bóng của ông ấy, là bản thân của ông ấy. Đối địch với chúng ta chính là đối địch với phụ hoàng, đối địch với đại đường. Người tưởng chỉ dựa vào một giá tiểu tử không biết từ đâu nhảy ra là có thể thắng được đại đường sao? Cấm miệng. Hay, ngươi còn muốn nói cái gì nữa không? Bỏ người vào ngươi, của ngươi vũ khí bỏ xuống. Bảo người của ngươi bỏ vũ khí xuống. À, được. Cổ Bắc Thành, nhìn xem đây là ai. Không muốn tiểu mỹ nhân của người gặp chuyện thì mau bỏ đao xuống. Đừng lo cho ta, một khi huynh bỏ đao xuống, chúng ta sẽ... Cái con đàn bà thối này câm miệng lại cho ta. Đừng có động vào mũi ấy. Đồ ngu, thật sự cho rằng mình có thể ra lệnh cho quân chủ thiên hạ sao? Bây giờ ngươi chỉ là con chó chờ bị giết thôi. Cổ Bắc Thành, Thiên Sách Tử Sĩ chỉ nghe theo lệnh của một mình huynh. Ra lệnh đi, hôm nay dù ta có chết cũng không muốn sống tạm bỡ. Thiên hạ đại đường, lê dân bách tính, tiếp theo phải xem huynh quyết đoán như thế nào.
Lần này ta thực sự bó tay rồi, rất tiếc. Ngươi bắt được nhược điểm của ta, ngươi thắng rồi. Buông vũ khí hết xuống đi, không đánh nữa. Xã hội hòa bình, văn minh đệ nhất. Cô Bắc Thành, huynh là cái tên dược phu không có khí, huynh không xứng với cái niềm tin của mọi người. Ta sẽ không tha cho huynh đâu. Lão nhị, đây là cứu tinh của ngươi sao? Vì một nữ tử, nữ nhân mà lật thuyền đáng đời của người thất bại. Đâu, thái tử chậm một chút, sau này phải dựa vào ngài để kiếm cơm rồi. Hay, coi như ngươi thông minh đó. Để đã, đừng có cử động lung tung, bỏ gươm đao xuống đi. Hay cho lộc phu ngươi dám ra lệnh cho trẫm, có phải muốn ta hả? Ôi trời, bắn xuyên đầu, chỉ có 0,05 giây thôi, hắn lại bắn được cơ hội bắn súng cách một người vẫn có thể nhắm chuẩn mình. Ta không cam tâm. Ngươi có 100 cách bắt con tin, ta có 101 cách giải cứu con tin. Đừng quên nghề nghiệp của ta là lính đặc chủng. Huyền Cát, Nhị ca, cho ngươi lời cuối cùng. Đại ca, làm nhiều chuyện bất nghĩa sẽ tự chôn mình thôi. À, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, Tần Vương thắng rồi. Một đám phản tặc vui mừng quá sớm. Phụng ý chỉ thánh thượng, Lý Thế Dân mau phạm tội mưu phản giết ta, tất cả đồng đảng giết hết. Thân vệ hoàng đế bắt già cấm quân, cấm quân chiến lịch cường hãn, chúng ta không cản nổi. Điện hạ đi mau, chúng ta yểm hộ ngài. Tất cả tội danh Thế Dân nguyện một mình gánh hết. Mong tướng quân đừng có lạm sát người vô tội. Chuyện đến nước này rồi còn dám trả giá, giết cho ta, trừ phí lý, trừ Lý Thế Dân, những người khác không được giữ lại. Bằng một viên đạn, lần sau sẽ không bắn lệch nữa đâu. Người, người muốn thế nào? Tưởng dụng kỹ xảo thuật dâm xảo là có thể dọa bổn tướng quân rút lui sao? Hôm nay cấm quân cho dù có liều chết cũng không tha cho bất kỳ nghịch tặc nào. Bình tĩnh đi, ta và Tần Vương sẽ theo ngươi vào cung xin hoàng thượng khai ân. Người của ngươi có thể đợi ở đây, nếu hoàng thượng gặp bọn ta vẫn không chịu khai ân, ngươi giết ta cũng không muộn mà. Bây giờ nhị ca nhập cung chỉ có con đường chết. Nhược Khuê, nghe Cố Thiếu Hiệp. Đừng quên, bây giờ Tần Vương là người duy nhất kế thừa hoàng vị. Bây giờ ngươi đối đãi với ngài, đối địch với ngài ấy, tương lai e rằng không có lợi gì cho cái ngươi cả. Cuốn gối mà ra đi thôi. Quả thực, do thái tử và tư tướng quân đều đã chết, nếu làm hại Tần Vương và những kẻ liên quan chính là đối địch với trừ quân sau này. Vậy được thôi, ta có đưa các ngươi vào cung, nhưng không thể mang theo vũ khí. Tạ tướng quân thành tội. Thế Dân vô cùng cảm kích, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Nhiều người như vậy có thể sống sót hay không toàn bộ dựa vào cô. Thay ta bảo quản nó. Quân có thể thuyết phục phụ hoàng sao? Yên tâm, ta trước giờ luôn dừng lý lẽ thuyết phục người khác. Truyền nghịch tặc Lý Thế Dân Cố Bắc Thành cầu kiến. Gửi bẩm bệ hạ, khi Mạc tướng đuổi đến Huyền Võ Môn, thái tử điện hạ và tư tướng quân đã bị sát hại, hung thủ là Tần Vương và Cố Bắc Thành. Súc sinh, súc sinh. Đỡ rồi, to gan dám hỗn xược ở hoàng cung. Đây là hương hỏa cuối cùng của Lý gia các người, muốn để lại đại đường tuyệt hậu sao? Cố Thiếu Hiệp, Cố Bất Thành, người có biết bây giờ ngươi chỉ là một con kiến trong tay trẫm không? Một câu hạ lệnh của trẫm, ngươi sẽ bị cắt thành thịt vụn. Kìa thật, Thế Dân của nhị là nhi tử của ta, cũng thôi đi, một thảo dân như ngươi cũng dám hỗn xược. Đây là thiên uy sao? Phụ hoàng năm đó trấn thú Thái Nguyệt, giao chiến vô số với Độc Quyết, luyện ra được bá khí sát phạt có thể phá vỡ lá gan. Cố Thiếu Hiệp,
tuyệt đối đừng chống đối với ông ấy, cố gắng lên. À, ta biết chữ giận thế, chữ chết phồn thể viết thế nào thì ta cũng không có biết. Hả? À, lại đang móc mũi. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Dạ vâng, đã thấy cái miệng tối rồi, chỉ chưa thấy tối đến mức này. Sau này ta tiêu đời rồi, không nên đưa hắn đến đây chứ. Hả? À, không thấy đâu. Cổ họng lớn như vậy, phô trương thành thế, quả nhiên chó sủa sẽ không cắn người. Hả? Bé hả bị đánh rồi. Ôi trời ơi. Hay, hay cho cố bất thành. Hả? À, nếu không muốn để hoàng đế xảy ra chuyện thì đừng có cử động. Ôi vậy. Cố thiếu hiệp, tuyệt không thể lộ mãn, giết muốn là đại tội, thiên lý bất dung. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ông ta, ít nhất chỉ bảo ông ta truyền hoàng vị cho quân thôi. Nằm mơ. Thân thủ của người có tốt hơn nữa thì sao? Trong hoàng cung có 3.000 cấm quân, trẫm không tin có người có bản lĩnh chạy thoát khỏi đây. Ai trong tay ai có quân đội thì người đó là lão đại, chẳng phải ông có ý này hả? Đúng vậy, đáng tiếc ngươi hiểu ra đã quá muộn. Cả thành Trường An trẫm có 3.000 quân lính, cả đại đường này trẫm có thể điều động 100.000 hùng binh, người lấy cái gì đấu với trẫm? Đại sự không ổn rồi bệ hạ. Tân huynh Trình Giáo Kim, Ức Trì Kính Đức, trưởng tù vô kỵ Lý Tịch, bộ họ dẫn binh đến vào Trường An, đang đi về phía hoàng cung. Chú ý nghi dung, lau nước mũi cái đi hoàng đế à. Hoàng thủ thành An phân hay sao? Thành Trường An là dễ bị công phá như vậy, người đều là bộ binh công thành sao? À, không khí thật là quỷ dị. Bệ hạ sao lại bị một nam nhân ôm vào trong lòng chứ? Toàn bộ đều là kỵ binh. Có gì? Tại sao không đóng cửa thành để kỵ binh dễ dàng xông vào như vậy? À, vốn dĩ đã đóng cửa thành, nhưng mà thượng quan đại nhân của Đông Cung cầm yêu bài của Thái tử Địa Hạ, lệnh mở cửa nghênh tiếp, quan thủ thành không dám chậm trễ liền. Hả? À, bởi vì phong tỏa tin tức, quan phủ trong thành không biết tin Thái tử Hạ. À, hồi huyết áp lịch cao rồi, ráng nhịn một chút đi. Yêu bài Thái tử là lúc đó. Đây là yêu bài Thái tử. Lát nữa cô và thượng hoàng lén lút rời đi, đến đợi ở cổng thành, chỉ cần có đại quân đến liền ra lệnh mở cổng thành, sau đó đưa họ hỏa tốc đuổi đến hoàng cung. Ngươi, tất cả đều là do ngươi tính toán xong. Hay, đừng có rối rắm nữa, ngoan ngoãn nhường ngôi đi, ông còn là thái thượng hoàng, thoải mái dưỡng lão không tốt à. Hoàng thành Chu Tước Mục mở cửa, nếu không lập tức công thành. Đây là 10.000 quân biên phòng. Cái đám cấm quân các người hiểu rõ thực lực nhất. Cái đám khốn kiếp kia có phải là đứa ngứa da rồi không? Để gia gia ta lên xử lý các ngươi có phải không hả? Tiểu quốc công trưởng tôn vô kỵ, tá nhị phó tướng quân Ức Trì Kính Đức, không thể chậm trễ, Tần Vương sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, công thành đi. Túc quốc công Trình Giáo Kim, vệ quốc công Lý Tịnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Thật to gan, dám khởi binh vào thành, bao vây hoàng thành. Thúc Bảo nhận được thư do bộ câu gửi đến, có người khi quân phạm thượng, mưu hại Tần Vương, bất đắc dĩ phải đưa quân về kinh báo vệ vương, mong bệ hạ thứ tha. Nhìn thấy trẫm ngay cả xuống ngựa cũng không chịu, xem ra sự thất sách của trẫm là đã ở trong cung này quá lâu rồi. Người nên tiếp thu thụ giáo huấn, đừng phạm phải sai lầm của trẫm. Hai tuổi tác đã lớn rồi, khó quản thiên hạ, hôm nay sẽ thối vị. Thiếu tử thế dần, chiến công xuất sắc, vạn dân giúp đỡ, lập làm thái tử, hôm nay đăng cơ. Cùng ngân thánh thượng đăng cơ, cô hoàng quản tế vạn vạn tuế. Hay không ngờ long ủy của ông còn giấu rượu ngon. Nào, tẩu với ông ha. Đừng tưởng bức trẫm thối vị là có thể kê cao gối không lo lắng, thống trị thiên hạ này khó hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng đó.
Ví dụ coi, Tần Đế Đàn Kỳ đầu tiên phải được bác trụ quốc đồng ý, mà Lý Thị ta đã là một trong bác trụ quốc mà thôi. Thất đại hào tộc nằm mơ cũng muốn leo lên ngôi vị hoàng đế này. À ha 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 ha, đã nghe Thúc Bảo nói từ sớm Cố Thi Hiệp là nhân trung hào kiệt, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là nhất bao nhân tài, nhất biểu nhân tài chứ. Trình Giáo Kim này quả nhiên như lịch sử viết là một kẻ thô lỗ. Tần Vương Điện Hạ về rồi. Điện Hạ đã đàm phán ổn thỏa với bệ hạ chưa? Phụ hoàng đồng ý chiếu cáo thiên hạ dừa ngôi cho ta, ông ấy sẽ thối cư hậu cung, không hỏi chuyện triều chính nữa. Ngô hoàng vạn tuế, Ngô hoàng vạn tuế. Ôi không thể không nói nữa rồi. Thuận lợi như vậy chắc không phải chuyện này sắp kết thúc rồi chứ? Cứ đàn cờ như vậy không khỏi xem thường thất trụ quốc còn lại rồi. Vũ Văn gia tộc của bác trụ quốc Vũ Văn. Tần Vương Điện Hạ, hay bây giờ ta nên gọi là bệ hạ đây. Ai đó? Người vào đây từ khi nào? Vũ Văn học cập, không có lệnh triệu kiến người dám tự ý xông vào hoàng cung. Hay cái vị trí đó là chỗ mà ngươi có thể ngồi sao? Cút xuống cho ta, dừng tay. Ngươi muốn phá hỏng Long ỷ sao? Chà, thằng này mạnh phết. Ui trời, cây búa tuyền hòa đó nặng 80 cân, chỉ dùng mấy cái quạt đã bảo vệ hoàng thượng. Đừng cẩn thận, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, năm đó các ngươi khởi binh từ Thái Nguyên, nếu không có sự phối hợp của thất tộc chúng ta, Lý gia các ngươi có thể nhẹ nhàng lấy được Giang Sơn sao? Chuyện đổi triều không thể do một mình các ngươi quyết định, mà mấy nhà chúng ta sẽ có ý kiến. Ý của ngươi là muốn đoạt Long ỷ từ tay của Lý gia? Tần Vương nặng lời rồi, năm đó khi lập minh ước đã hẹn, để Lý thị xưng trị đế quốc, chúng ta lãnh binh chống địch. Chẳng qua người thí quân bức phụ, hành vi ngỗ nghịch, sao chúng ta có thể ngồi đó không lo? Danh bất chính ngôn bất thuật, Tần Vương không sợ ngồi trên Long ỷ sẽ bị người ta chê cười sao? Ai nói hoàng thượng chúng ta ngồi trên Long ỷ là danh bất chính ngôn bất thuận vậy? Ồ, vị này là Cố Bất Thành thiếu hiệp náo loạn Trường An đến lót trời à? Danh phận hoàng đế của Tần Vương từ đâu mà có? Nghe nguyện nghe rõ ràng, rốt cuộc ai có thể trở thành hoàng đế? Những người khác, những người các người ai nói cũng không. Nghiêm khắc mà nói, hoàng vị của Thái Thượng Hoàng cũng không chịu nổi nghị luận. Trên đời này chỉ có Tần Vương mới có thể xưng đế, bởi vì ngài ấy có thể lấy được ngọc tỷ truyền quốc. Truyền quốc ngọc tỷ? Ta không phải, à ta không có, mọi người đừng nghe quân ấy nói bậy. Cố thiếu hiệp thật biết nói đùa. Người đâu có biết ngọc tỷ truyền quốc bây giờ ở đâu, lại dám. Ở trung bộ đột quyết ta đương nhiên biết. Mấy ngày trước, quân đoàn công chúa đột quyết Athena đến đây, chính miệng hứa hẹn chỉ cần Tần Vương đăng cơ sẽ trả lại ngọc tỷ truyền quốc. Phải không điện hả? Hả? À, quân nói phải thì là phải đi. Khi nào có thể lấy được ngọc tỷ truyền quốc? Nội trong 3 tháng. Nếu đến lúc đó không lấy được thì sao? Tần Vương vừa ngôi, các ngươi lên làm hoàng đế. Lời này là thật, thiên chân vạn sát. Cố Thiếu Hiệp, Lý Thế Dân, nhìn cho kỹ, hổ phù thất trụ quốc nằm trong tay ta. Trong 634 quân thủ đại được, có 421 nơi mặt ta điều động. 3 tháng sau nếu có ngọc tỷ truyền quốc, thất trụ quốc để người đăng cơ. Nếu không có, Vũ Văn gia ta cũng muốn làm hoàng đế mấy ngày cho đỡ ghiền. Ghi chú, quân đội đầu nhà Đường thực hành phủ binh chế, dùng ruộng vườn của nông hộ làm căn cơ, do 634 quân phủ ở cấp các đường, châu, huyện cấu thành đơn vị quân đội nhà Đường. Không trực tiếp xử hắn sao? Bản lĩnh của hắn có lớn hơn nữa thì cũng không địch nổi chúng ta. Nhiều người như vậy, nhưng điều ta kiên kỵ là thất trụ quốc sau lưng hắn. Mà tiểu tử ngươi sợ thiên hạ không đủ loạn sao? Nói năng lung tung cái gì đó? À, nếu không phải nở mặt ngươi, có công hộ giá lão tử đã chém ngươi rồi. À, được rồi, chuyện đã đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích.
Cô Bắc Thành, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? Ngươi có biết rõ bây giờ Đại Đường không đủ sức khai chiến với Độc Huyết, nội trong 3 tháng muốn lấy lại Ngọc Tỷ truyền quốc còn khó hơn lên trời. Đúng vậy, ngươi từng dẫn mình đi đánh trận chưa? Chỉ bước mở miệng nói thôi, bao nhiêu người sẽ bị ngươi hại chết đó. À, cái đó quả thực có một điểm ta không suy nghĩ đến hả? Từ Trường An đến Độc Huyết nhanh nhất là bao lâu vậy? Cả nửa ngày mà ngươi chẳng nghe chúng ta nói gì sao? Một búa của lão tử chém đầu ngươi đến Độc Huyết đó. Nghe bệ hạ sắp xếp đi. Trường An đến Độc Huyết, khói mã gia tốc là nửa tháng là đủ. Nhưng Độc Huyết lớn mạnh, lại xem Ngọc Tỷ truyền quốc là binh khí để khống chế Đại Đường ta. Thời gian thái thượng hoàng vị, hoàng tại vị, bác chủ quốc hợp lực, nhiều lần muốn đoạt lại đều không được. Bây giờ chúng ta làm sao lấy về? Yên tâm đi, nếu ta đã nói tự nhiên có cách lấy lại, không cần đến trận, ta làm sứ thần qua đó là được. Chẳng qua trước khi đi ta phải chuẩn bị vài thứ. Đây làm sao có thể được? Chờ đã, chắc không phải huynh định đến Đột Quyết làm phò mã gia đó chứ? Nhược gì muội không thể đi, ta đi với huynh. Cho huynh cơ hội bỏ chữ không đi đó. À, tiểu già có thuận lợi không? Xem như đạt được mục đích như dự kiến. Lý Thế Dân tạm thời không dám đăng kỳ, để thời gian cho chúng ta liên hợp với các với những trụ quốc khác. Hổ phù mà ông Ngụy tạo rất có ích. Tiểu già quá khen. Đúng rồi, Cố Bất Thành kia ta rất để ý, liệu hắn có thể lấy lại được Ngọc Tỷ truyền quốc hay không. Điều 16 kỵ Yên Vân đến biên thành Trường An đi. Khi hắn xuất thành lập tức giết chết. Vâng, lão nô đi sắp xếp. Nghe nói Tần Vương vì muốn lấy lại Ngọc Tỷ truyền quốc, chuẩn bị phái công chúa dẫn sứ đoàn đến Đột Quyết. Đột Quyết ngốc sao? Chỉ một công chúa là có thể lấy lại Ngọc Tỷ à? Cô Bắc Thành này giúp đỡ rất nhiều cho Tần Vương cũng đi cùng. Nghe nói hắn vì chuẩn bị vũ khí triệu tập hơn 100 lò rèn toàn thành, chế tạo quân khí không ngừng nghỉ suốt 5 ngày đó. Khối bụi mịt mù, cũng không biết đang làm cái gì. Nghe cái lò rèn thành Nam nói hắn đã làm hơn 50 năm rồi, hoàn toàn không biết mấy ngày nay đang làm cái thứ gì. Cô Bắc Thành này chắc không phải là kẻ lừa đảo gì đó chứ. Yên tâm đi nhị ca, nhiều người như vậy nhất định sẽ không có ý gì đâu. Lần này đi đường xa, Túc Bảo phải ở lại Trường An chuẩn bị. Lý Tịnh bọn họ phải đi đến các nơi đề phòng thất quốc trụ binh biến. Thật sự không thể cho thêm binh lực hộ tống. Ta đã thông báo cho Đô Đốc Xúc Châu tiếp ứng mọi người biên cảnh. Trên đường phải thật cẩn thận đó. Biết rồi, đợi tin tốt của bọn muội đi. Cố Thiếu Hiệp, muội ta giao cho huynh chăm sóc đó. Nếu thiếu một sợi tóc ta sẽ hỏi tội huynh. À, ok, vậy giao cho hắn nhị ca, đừng có dùng tay lung tung mà. Xa, đi thôi. Còn cẩn thận chứ. Này, họ chậm trễ không lên đường. Ở chỗ làm quân khí suốt 5 ngày rốt cuộc đang làm cái gì không biết. Còn biết, nhưng hắn nhất định có tính toán riêng của mình. Hắn đã cho ta quá nhiều kinh hỉ, ta lựa chọn tin tưởng hắn vô điều kiện. Ta có dự cảm, người nam nhân này nhất định có thể giúp Đại Đường chúng ta đứng trên đỉnh cao vạn quốc. Ân công, nếu mệt thì vào nghỉ ngơi đi. Đừng vào, ta đang thay y phục. Ở nhà sao không thay? Lộ trình dài ngày mặc lấy y phục không thoải mái, ta muốn thay đồ hô phục. Phập phập phập. Ba đứa. À, cẩn thận. À, không xong rồi, đã nói đang thay y phục rồi mà. À, các ngươi làm gì? Sớm đã đón thất Ngọc Quốc sẽ không để chúng ta lên đường thuận lợi. Xã thủ mai phục đã đến rồi. Cái gì? Chẳng trách ân công lại gia tầng bọc thép. Thì ra sớm đã đón được ám tuyết. 14, 15, 16 hắc mã, hắc giáp 16 người. Sẽ không lầm là bọn họ chứ? Đại Mạc Tù là từng cô quân độc kích 3.000 kỵ sĩ Đột Quyết. Yến Vân tập lục kỵ. Đội 1, đội 2 ngăn cản, đội 3 bắn tiễn tấn công. Đừng dừng xe ngựa, đám người này không dễ đối phó, phải nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng. Đã biết rồi. Cha,
Sao? Một chém giết sao? Tử sĩ thiền sách hoàn toàn không thể ngăn nổi chúng. Phải nghĩ cách thôi. Tận trung vì chủ nhân. Một kiếm nè. Không xin nhi. Vì mấy cái con tiếp triệu này còn cần ta đích thân đến giám sát có gần không hả? Thiếu gia vẫn không tự tin nhờ. Cái gì? Tử sĩ thiền sĩ phần chó trong cái thiên hạ này có ai sẽ là đối thủ của Yến Vân tập lục kỵ chứ? Chỉ còn lại chiếc xe ngựa rách nát lọc cọc đó thôi. Mấy đau thôi là chém thịt của ấy rồi. Cái gì vậy? Một súng. Ui trời. Ui trời ơi, thế này thì còn quái gì người nữa. Hả? Đây là tình huống gì? Đây là vũ khí gì? Trong chớp mắt khiến kỵ binh trọng giáp bị thương hơn nữa. Đừng có cảm khái nữa. Chỉ có thể đánh một phát thôi. Mau chạy đi. Yến Vân tập lục kỵ của gia tộc Vũ Vân đánh cấp thiên hạ không địch thủ. Vậy mà chỉ bị một chiếc xe ngựa rít đất đánh cho tử thương hơn nữa. Giết cho lão tử. Giết cho ta. Đã cực hạn rồi, có thể nhanh hơn chút không? Hả? Còn bao xa? Còn bao xa nữa mới nhìn thấy bầu trời? Có lẽ 30 trượng. Quỳnh hỏi cái này làm gì? Một tiểu mạch đó là khẩu lương của chúng ta. Rất tốt, khoảng cách này vừa đủ rồi. Hả? Chắc không phải Quỳnh bị dọa ngốc rồi chứ? Muốn dùng ngăn cái tầm nhìn của họ thì cũng đợi cắt đường rồi hãy ra chứ, hãy rải chứ. Ném lửa luôn. Hả? Đại nhân, xe ngựa vứt ra lượng lớn bột phấn, hình như là muốn cản tầm nhìn của quân ta. Cho dù đêm tối xòe tay không thấy hết năm ngón cũng không thể ngăn được Yến Vân thập lục kỵ. Vũ khí kia chấn định chỉ có thể dùng một lần, xem tiểu tử người còn ốm chiêu gì nữa. Đội còn lại cũng đủ thấn ngàn quân vạn mã, nổ tung bụi mù. Hả? Thế là cái đội của ám kỵ gì đó đã phanh tay hết một nửa cuối cùng trong cái hang động này luôn. Hả? Chà, ra rồi. Một mình Quỳnh Yến Vân tập lục kỵ, toàn quân đại bại. Ai cho cô một câu, tri thức chính là sức mạnh. Thế là cái đội quân gì đó bá đạo cỡ nào nhưng đã bị tiêu diệt sạch rồi. Sắp hội hợp với đô đốc Sóc Châu rồi, không cần lo truy binh nữa. Đừng vui mừng quá sớm, rồi biết phía trước liệu có quân tài không. Đô đốc Sóc Châu là người của Thất Trụ Quốc sao? Yên tâm đi, đô đốc Sóc Châu Ca Ứng Thành là lính cũ của nhị ca. Trừ Lý Thị Thái Nguyên chúng ta, Thất Trụ Quốc khác lần lượt là Vũ Văn Thị, Triệu Thị, Nguyễn Thị, Vũ Thị, Hầu Mạc, Trần Sùng Thị, Đốc Cô Thị và Liêu Đông Lý Thị. Bọn họ phần lớn đều chọn thành viên gia tộc lãnh binh, tướng quân khác họ cũng sẽ không thu nạp. Ây da, bi là dừng lại đó. Này, có phải Quỳnh muốn chết không? Trừ Ca Ứng Thành không biết còn có ai tiết lộ tuyến đường của ta nữa. Có an bài họ xuất thành nghênh tiếp chúng ta không? Đây là gió cát, bên cạnh là đại mạc rất thường thấy. Quá xa, phải đến gần thì mới thấy rõ hơn. Nghe tiếng gió, à không, nghe tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, kỵ binh xung phong. Kỵ binh, chúng ta bại lộ rồi. Cái gì? Sao? Sao? Không thể đi bên đó, hướng bên đó là đại mạc chích hải, cát vàng đầy đất, chim cũng không bay qua được. Hoặc là đi về phía trước chịu chết, hoặc là lui về Trường An, hoặc là xông qua sa mạc, có tự chọn đi. Quỳnh đang tự dọn mình sao? Nó không chừng người bên ta phái nghìn tiếp đó.
Hả? Hay là giờ cô xuống xe tiếp nhận tình 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 chiêu đãi của người ta đi. Đừng có nói nhảm nữa, mau chạy. Đã nhanh nhất rồi. Chứ dò. À, dám chạy vào sa mạc, muốn chết mà. Toàn quân rút lui, 10 trượng một người, nhốt chúng chích ngọt trong sa mạc. Vâng. Không thể vào sau được nữa, sẽ lạc đường đó. May quá, cái đám người kia không dám đuổi vào. Sao lại dừng rồi? Nguy rồi, bánh xe bị chìm trong cát rồi. Chúng đã phong tỏa hoàn toàn, chúng ta không thể trở về đường cũ. Không cần trở về đường cũ, ta có cách xuyên qua sa mạc mà. Cô đây là... Chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được Gia Cát Lợi sao? Trời ạ, xe tăng bị cô tháo hết rồi. Không có vấn đề gì, nhưng vẫn có một vấn đề muốn nhận ra phương hướng. Trong đại mạc cần phải dùng đến thảm khách. Ta chỉ nghe nói đào khách, thảm khách là gì? Tìm thấy rồi. Ta đã nói là la bàn sẽ có ít mà. Nữ nhân thật đáng sợ. Nghe cái chuyện lạc đường cũng nghĩ đến rồi. À thế nào hả ân công? Lần này mang theo hai chúng ta không thiệt thòi đấy chứ. Lạnh quá. Chuyện thất sách duy nhất là không chuẩn bị đồ giữ ấm. Buổi tối ở lại đại mạc lạnh quá. Lạnh quá. Ân công không lạnh sao? Thầy thân là nam nhi chịu nhiệt huyết, chút lạnh này có tính là gì chứ? Ý, thật là hâm mộ huynh quá. Cơ thể tốt thiệt. Còn không phải vì chỉ có hai tấm thảm, lão tử sắp bị đông đến chết rồi đi nè. Ý rung. Ui trời ơi. Đừng có cằn nhằn nữa, chú ý cẩn thận đi. Nếu huynh làm xà phù trong cung đã bị chết trăm lần rồi cũng không đủ. Người đột quyết. Để ta đi xem. Hai người cẩn thận mai phục đó. Nè, tính lại đi. Một hẳn mật đức. Ồ, uống trà một chút, đừng để bị nghiện. Xem ra không phải bẫy. Có lẽ là lạc đường ở đại mạc. Vừa hay có thể kéo hắn về. Tên ta là Abu Trap. Cảm ơn ân công đã ra tay giúp đỡ. Sao một mình ngươi lại chạy vào đại mạc? Nếu không phải may mắn gặp được chúng ta, e rằng mặt trời ngày mai ngươi cũng không nhìn thấy. Công chúa đột quyết bị bệnh đặc, mặt thấy không sống nổi. Mà nói chỉ có thần lằn lửa mới cứu được. Cả bộ lạc chúng ta đều đi tìm thần lằn lửa. Ta lạc với cái đại đội rồi. Hết một ngày một đêm thật sự không chịu nổi. Cái gì công chúa đột quyết? Các người có mấy vị công chúa? Đương nhiên chỉ có một vị. Cô ấy là công chúa của Athena mà chúng ta yêu thương kính trọng nhất. Thần lằn lửa ông nội ngươi, đưa ta đi gặp cô ta. Cố lên Athena, ta đến đây. Cuối cùng cũng đến tới tập cuối nhất rồi. Chạy một chút, cố bất thành. Xe sắp bị gãy rồi. Chà, mà người quan trọng không chậm trễ. Không tìm thấy thằng lần nữa, chúng ta đuổi về cũng vô ích thôi. Nói nhảm. Mấy người đó không phải đại phu là vũ sư. Làm ơn, ngàn vạn lần là bệnh mà ta trị được. Ông trời ơi, đừng có đùa ta nữa. Danh trướng đột quyết, sợ lỗi như vậy còn chưa có tin tức. Còn chưa tìm ra thằng lần nữa sao? Một đám phế vật. Ngàn chút lại, Athena, người hăng. Là ngươi. Đứng lại. Dừng tay. Đại hẳn, Athena đâu? Cố bất thành, người dám xông vào danh trướng đột quyết. Thật cho rằng chúng ta dễ ức hiếp như vậy sao? Đại hẳn bất giật. Ta là công chúa đại đường Lý Nhược Duy. Lần này phụng mệnh tân đế triều ta đến đây. Tân đế. Ây da, lát nữa ấy nói, Athena ở đây có đây không? Hỗn trước, tạc tử phương nào dám xông vào cơ trướng của công chúa? Kinh động thần minh, người gánh nổi không? Người là đại phu. Mà bớt giận, đây là sứ trướng nhà đường. Không hiểu quy tắc, ta sẽ bảo họ rời khỏi. Đây là mà quốc y của đột quyết. Là sứ giả thần bảo vệ đột quyết. Quân tuyệt đối đừng có chọc bà ta. Ồ thì ra, thật sự là lão vua bà. Đại hãn công chúa sắp không còn hơi thở rồi. Lão thái bà cút ra cho ta. Đừng cản lão tử cứu người. Là lão thái bà. Xúc sinh, người dám bất kính với thần minh. Ta sẽ khiến thần minh giảng thiền lôi đánh chết ngươi.
Các người lấy cái chết ta. Đánh cái bà lão già này đáng chết nhà bà này. Mama, giết, giết hắn cho ta. Atina, Atina, tỉnh lại, là ta. Bắt, bắt thần. Kéo hắn ra, ra ngồi chém cho chó ăn. Vâng, cô không khỏe chỗ nào, đừng có tin lời vua bà, ta có thể cứu cô. Cầm miệng, bây giờ ồn ào nữa chém chết ngươi. Bỏ ta ra, để đã. Đừng có kinh động thần linh, nhóc ra ngoài. Vâng, thần linh nhất định sẽ giáng tội trừng phạt chúng ta. Một tiếng nổ lớn, úi to quá. Thần linh bớt giận, thần linh bớt giận. Thành thật một chút đi, ai cũng không được manh động. Ừ, à, ở đây sao? Ừ, cầm thú. Phim ruột thừa cấp tính à? Lại gặp phải chứng bệnh khó khăn với cái điều kiện phẫu thuật ngoại khoa như vậy. Ở thời đại này, nếu mở mũi phẫu thuật trước không nói là không có dụng cụ chuyên nghiệp, bị nhiễm trùng thôi cũng có thể hại chết cô ấy. Ta biết nhất định là hết cứu rồi. Có thể nhìn thấy Quỳnh trước khi chết, ta thấy đã đủ rồi. Đây là lễ vật tốt nhất ông trời ban tặng cho ta. Cô yên tâm đi, ông trời đã để ta tới thì không để cô gặp. Không phải là để cô gặp lần cuối, mà là để ta đến cứu cô đó. Muốn cứu Athena phải dùng ngọc tỷ truyền quốc. Mau, lấy đến đây. Gì đây? Nhớ kỹ, đừng có đến gần. Sau khi chúng ta đi, mọi người đưa ngọc tỷ truyền quốc trở về Trường An. Ta sẽ quay lại tìm mọi người. Quỳnh muốn đi đâu? Ăn công Quỳnh không theo chúng ta về sao? Cố Bất Thành, Quỳnh nói rõ đi. Nắm chặt, tuyệt đối đừng buông tay. Chúng ta muốn đi đâu? Rồi xong, cột xét từ trên trời đánh xuống. Ta cũng không biết cách này có ích hay không. Nếu chúng ta còn có thể sống lại, vậy thì nơi chúng ta đến có thể là tương lai. Cổ Bắc Thành, ẩn công. Vô cùng tiếc nuối thông báo với mọi người, vì một vài nguyên nhân khách quan nào đó, hành trình mạo hiểm của Cổ Bắc Thành đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước đến nay. Đoàn đội vì có mọi người mới không ngừng tiến bộ trưởng thành. Lần này tạm biệt, tương lai có duyên gặp lại. Nghe câu này đã hiểu rồi. Vì men muốn mạo hiểm để quay về tương lai, nhưng đời không như mơ, tác giả đã cho hai người bị sét đánh.